Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ứng dụng thương mại điện tử của Trung Quốc đẩy mạnh xâm nhập thị trường Việt Nam Ngày 12 tháng 10, VOA Tiếng Việt cho hay ứng dụng bán hàng Temu của Trung Quốc xâm nhập Việt Nam trong khi bị Indonesia cấm. Theo đó, nền tảng bán hàng giảm giá trực tuyến Temu do người Trung Quốc sở hữu đang bành trướng tới Việt Nam và Brunei để tăng mạnh hoạt động của hãng ở Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia mới ra tay cấm ứng dụng này. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết trang thương mại điện tử này hiện chỉ sử dụng tiếng Anh, chưa có tiếng Việt. Các mức giá trên trang này được thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam. Phần thanh toán chỉ có thể thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc qua ứng dụng Google Pay chưa chấp nhận ví điện tử Momo. VOA dẫn báo bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng Temu dường như đã vội vã đưa trang web vào hoạt động ở Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. VOA dẫn báo Dân Trí và Cà Phê F lấy thông tin từ website của Temu Việt Nam nói rằng việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc tới Việt Nam sẽ mất từ 4 đến 7 ngày, nhanh hơn nhiều so với từ 5 đến 20 ngày để đến Malaysia và Philippines do Trung Quốc gần Việt Nam và đi lại dễ dàng bằng đường bộ, Temu cũng miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng. VOA nhận xét, động thái vươn tới Việt Nam và Brunei thể hiện nỗ lực của sàn bán lẻ thương mại điện tử Temu nhằm phát triển ở Đông Nam Á, khu vực có 700 triệu dân và khi gộp lại cùng nhau sẽ là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới. Theo VOA, chính quyền Việt Nam chưa có phản ứng gì về động thái của Temu khi họ âm thầm đi vào Việt Nam. Trước đó, VOA đã đưa tin nhà chức trách Indonesia tuyên bố cấm Temu ở đất nước của họ để chủ động bảo vệ các nhà kinh doanh vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong nước, cũng như ngăn chặn hàng giá rẻ từ các nơi khác tràn ngập Indonesia. VOA trích tin từ một hãng tin nước ngoài dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Truyền thông Indonesia Budi Ari Setiadi hôm 11 tháng 10 cho rằng mô hình kinh doanh của temu kết nối người tiêu dùng trực tiếp với các nhà máy ở trung quốc để giảm giá đáng kể là sự cạnh tranh không lành mạnh chúng tôi không ở vào vị trí để bảo vệ thương mại điện tử mà chúng tôi bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hàng triệu doanh nghiệp mà chúng tôi cần phải bảo vệ jakarta cũng sẽ chặn bất kỳ khoản đầu tư nào của temu vào thương mại điện tử địa phương nếu hãng này có động thái như vậy vẫn theo lời bộ trưởng budi VOA cũng cho biết trước khi hiện diện ở Việt Nam và Brunei, Temu đã xâm nhập vào Philippines, Malaysia và Thái Lan. Mới ra đời cách đây 2 năm, Temu do tỷ phú người Trung Quốc Colin Huang, 43 tuổi thành lập, đã phát triển nhanh chóng. Giờ đây, hãng này đã có mặt ở hơn 80 nước và vùng lãnh thổ. Vẫn theo VOA, bản tin của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn thông tin từ hãng, phân tích về mạng internet similar web cho hay vào tháng 9 vừa qua, Temu là sàn thương mại điện tử lớn số 2 trên thế giới, với lượng ghé thăm trang trung bình mỗi tháng là 662,5 triệu lượt, thấp hơn con số là 2,7 tỷ lượt của Amazon.com. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng cho hay, bên cạnh việc bị Indonesia cấm, Temu cũng đang bị Mỹ và Liên hiệp châu Âu đưa vào tầm ngắm. VOA cho biết thêm, Hồi tháng trước, Washington thông báo về các biện pháp nhằm bịt lỗ hỏng trong quy định về hàng giá trị thấp, vốn cho phép các gói hàng có giá dưới 800 đô la được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế trong nước, cũng như được miễn kiểm tra nghiêm ngặt là điều có lợi cho các trang thương mại điện tử như Temu và Shein. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đang xem xét thực hiện một loạt các hành động kể cả có thể đưa ra mức thuế quan mới áp vào các vật phẩm có giá trị dưới 150 euro là ngưỡng áp thuế nhập khẩu của họ. Lộ trình dân chủ hóa cho Việt Nam Ngày 12 tháng 10 trên diễn đàn của VOA Tiếng Việt có bài Chính sách đối ngoại và lộ trình dân chủ hóa Việt Nam định hướng tương lai với phương Tây của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada. Theo tác giả, dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế và mở rộng các mối quan hệ quốc tế, nhưng mô hình chính trị hiện tại của Việt Nam vẫn cản trở sự phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế. Hình ảnh bài trên diễn đàn của VOA. Với hệ thống độc đảng, những quyền tự do cơ bản như tự do báo chí, hội hợp và quyền công dân chưa được bảo đảm đầy đủ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà còn giới hạn tiềm năng phát triển của quốc gia, làm suy yếu vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tác giả cho rằng trong bối cảnh chính trị và kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, việc chuyển đổi thể chế sang một nền dân chủ đa nguyên sẽ giúp cho Việt Nam duy trì độc lập, tự chủ, đồng thời khẳng định vị thế là một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tác giả phân tích khi việt nam chia sẻ các giá trị dân chủ và tự do với các nước phương tây sự hợp tác sẽ trở nên bền vững và có ý nghĩa chiến lược hơn phương tây đặc biệt là mỹ liên minh châu âu và các đồng minh nato thường ưu tiên các mối quan hệ với các quốc gia có nền tảng dân chủ vững chắc điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các quyết định chiến lược sẽ không bị chi phối bởi sự thay đổi đột ngột trong chính sách hoặc sự bất ổn về chính trị vốn thường xảy ra ở các quốc gia có chế độ độc tài. Với một hệ thống chính trị minh bạch và có trách nhiệm giải trình, Việt Nam, Dân Chủ sẽ có thể tạo dựng được lòng tin và sự hợp tác lâu dài với phương Tây. Hình ảnh ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam Tác giả đánh giá một nền dân chủ sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa cơ cấu và tư duy quốc phòng phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu của phương Tây, giúp Việt Nam gia tăng khả năng tự vệ trước các cách thức an ninh đặc biệt là từ Trung Quốc. Mô Việt Nam dân chủ sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư phương Tây, giúp cho Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Ngoài ra, dân chủ hóa cũng sẽ mở rộng cửa cho Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia phương Tây bởi các điều kiện liên quan đến cải cách chính trị và quyền con người thường được gắn liền với các hiệp định thương mại này tác giả cho biết một quá trình dân chủ hóa thành công cần xuất phát từ bên trong xã hội việt nam cải cách thể chế có thể bắt đầu từ việc từng bước mở rộng các quyền tự do dân sự tự do báo chí và tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự điều này tránh cho đất nước rơi vào tình trạng bất ổn khi thay đổi chế độ đột ngột hình ảnh một số nhà hoạt động xã hội đang bị giam giữ bất công. Với phương Tây, tác giả nhận xét bằng cách hỗ trợ Việt Nam trong việc cải cách thể chế, phương Tây có thể tạo ra một đối trọng mạnh mẽ trước sự ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Phương Tây có thể hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác phát triển, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhà nước và pháp luật, cũng như cung cấp các nguồn lực để thúc đẩy giáo dục và đào tạo. Đồng thời, các nước phương Tây cần gia tăng sức ép lên Việt Nam trong các vấn đề về nhân quyền, khuyến khích các nỗ lực cải cách từ bên trong. Sự kết hợp giữa áp lực và hỗ trợ sẽ tạo nên động lực thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Vẫn theo tác giả, xã hội dân sự và tầng lớp trí thức trẻ đóng vai trò quan trọng trong quá trình dân chủ hóa Việt Nam các tổ chức xã hội dân sự cần được khuyến khích để phát triển để tạo ra một không gian công khai cho các cuộc thảo luận về chính trị và xã hội tác giả kết luận việt nam đang đứng trước một cơ hội lớn để thực hiện chuyển đổi thể chế và trở thành một quốc gia tự do dân chủ phù hợp với các giá trị phương tây dân chủ hóa không chỉ giúp nâng cao đời sống của người dân mà còn củng cố vị thế chiến lược của việt nam trong bối cảnh khu vực và toàn cầu Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin lộ trình dân chủ hóa cho Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.